nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái món cocktail là Margarita. Thì nguyên nhân mình làm cái clip cocktail này là vì cũng có một vài lần mình được dự đi đám cưới ở Canada, và mình có đi chung với một số chị bạn. Thì tùy theo cái tiệc cưới mà cô dâu chú rể đặt, nếu họ đặt ở nhà hàng hoa thì ít khi nào mà họ có những cái món cocktail. Còn nếu mà họ đặt ở nhà hàng Tây á thì cũng có hai dạng. Dạng thứ nhất á là người ta sẽ nhân viên của nhà hàng họ sẽ bưng những cái món rượu cocktail luôn pha sẵn, và những cái đồ ăn nhẹ ví dụ như chả giò hay là tôm chiên bột này kia họ đi vòng vòng và họ mang rượu tới, thì họ pha cái gì mình lấy cái đó, thì cái đó là dễ rồi. Còn có một dạng khác là cô dâu chú rể đặt rượu ở cái quầy bar, và khách mời á thì có thể đến quầy bar gọi bất cứ cái món nào mà mình muốn và uống. Thì có trường hợp là có mấy chị đi chung với mình muốn uống, rất là muốn uống nhưng mà ngại không biết gọi cái món gì. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ cái món rượu này là một trong những cái top trong 10 món rượu mà rất là nổi tiếng, mà các bạn đi những cái quán bar bạn gọi thì người ta sẽ phục vụ cho bạn đúng như vậy. Thì nói về cái món rượu này thì cũng có một cái câu chuyện, cái câu chuyện mà nguyên nhân có tại sao có cái món rượu này. Thì cũng theo như mình tìm hiểu thì mình thấy là có nhiều cái, nếu mà nói truyền thuyết thì hơi quá, nó có nhiều cái mẩu chuyện đi xoay quanh của cái món rượu này. Thì một trong những cái mẩu chuyện đó là một người bartender Mexican ở quầy bar Mexico. Thì bữa đó có một cái người đẹp, cô nàng này là ngôi sao điện ảnh hay gì đó, đến cái quầy rượu và muốn uống rượu. Nhưng mà người đẹp này á, là cổ dị ứng với tất cả các loại rượu, chỉ trừ có một cái loại rượu này là cổ không bị dị ứng thôi, là cái này là tequila. Thì cổ không có bị dị ứng chỉ một cái loại này là 40 độ thì phải. Thì cái người bartender này muốn cho người đẹp vui, làm vừa lòng người đẹp, thì anh ta mới nghĩ ra một cái món nào mà nó hài hòa, nó ngon để làm cho người đẹp uống. Thế là cái món Margarita này ra đời. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chia sẻ cho các bạn cách pha. Thì để làm cái món này á thì các bạn coi clip này không nhất thiết là các bạn phải mua rượu làm, để các bạn bạn nào có nhu cầu làm cho người nhà uống thì mua làm, còn bạn nào không có nhu cầu thì cũng biết tên của một số loại rượu để mà mình, ví dụ mình đi đám cưới đi tiệc mình có không có ngỡ ngàng khi mình đến quầy bar mà mình gọi rượu uống. Cái món Margarita này thì mình cần hai cái loại rượu, một cái loại rượu chính 40 độ đó là tequila. Cái chai này mình nhớ em mấy đồng thì phải. Và cái loại thứ hai, loại này chỉ có 22 độ cồn thôi, loại này nhẹ hơn, loại này là triple sec. Và các bạn cần chuẩn bị một cái này gọi là shaker để mà mình đông mình pha đó. Ở đây nó có hai đầu, một đầu này là 1 ounce, đầu này là nửa ounce. Thì 1 ounce là 30 ml, nửa ounce là 15 ml. Mình cần một cái bình lắc có cái nắp, khi mà mình bỏ đá ở đây á mình lắc và mình rút ra thì đá nó sẽ bị giữ lại. Cái này thì chắc là nhiều người bước rồi nhưng mà vẫn còn, có thể vẫn còn một số chị anh chị vẫn chưa có, không có để ý tới mấy cái này lắm, cho nên mình giới thiệu. Với cái món Margarita này thì mình có một cái ly thích hợp với nó. Các bạn khi đến quán bar các bạn gọi cái món này á, thì các bạn sẽ thấy người ta đem ra, người ta rót, người ta khi người ta pha người ta sẽ đem ra cho các bạn đúng cái ly này. Mình cũng cần thêm muối,
các bạn cũng sẽ ngạc nhiên tại sao lấy nguyên cái hũ muối vậy ha. Thì bây giờ còn một quả chanh nữa. Bây giờ mình sẽ đi vắt chanh để mình lấy nước cốt, và đồng thời mình sẽ cần một cái lát chanh để mà khi mình pha xong mình gắn lên một cái ly. Rồi bây giờ mình sẽ đi vắt chanh ha. Bây giờ mình tiếp tục ha, để mấy chai rượu này qua bên. Mình sẽ làm lạnh cái ly trước. Sáng nó chiếu quá không thấy. Bây giờ mình sẽ rải cái muối. Mình đầu tiên khi mình vắt cái nước cốt chanh á, thì mình trừ lại tí vỏ, mình sẽ lăn lên cái miệng ly để cho nó có cái tí nước á, nó thấm cái muối. Bước tiếp theo là mình bỏ muối ra cái dĩa, mình lắc lắc như thế này cho nó mỏng ra đó. Và sau đó mình sẽ ịn cái ly lên cái phần muối, mình ịn lên ly lên phần muối này. Cái muối mình ịn lên thì không quá dày và cũng không quá mỏng. Mình lấy cái dĩa nhỏ quá nên nó không có được đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ đem cái ly này để vô tủ lạnh cho nó. Mình sẽ gắn cái miếng này lên, mình gắn sau cũng được. Thì mình đem để tủ lạnh để mình làm lạnh cái ly đã. Bây giờ mình bắt đầu pha. Mình mở cái nắp này ra. Có thấy không ta? Sáng bữa nay nó chói quá không có. Mình sẽ đông, thiệt kêu là mình đông 1 ao rưỡi. Cái đầu này là 1 ao. Và thêm nửa ao nữa. Thường cái món này á thì người ta, cái tequila này nó có hai loại, một loại màu vàng và loại màu trắng. Nhưng mà cái món này người ta pha màu trắng, nhưng mà mình không có màu trắng, mình có cái này sẵn mình pha này. Sau đó mình sẽ cho nửa ao triple sec. Ê chà, lâu quá không mở cái này, mình cũng bị cực trạch hồng. Sẽ cho đá vào. Đá bây giờ mình tính rồi làm xong rồi có điện thoại nên mình ngưng cái đá nó dính. Cái này mình làm nghiệp dư thôi nha, để mình phục vụ người nhà, phục vụ cho bản thân mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ lắc lên. Khi lắc thì có một món trỏ, các bạn sẽ dựng cái này. Sau đó các bạn sẽ đổ ra cái ly. Cái miếng chanh này mình cắt nó hơi lố, hơi mỏng mà hơi lố, chứ đúng là tí xíu thôi, dày chút rồi hắn là nó dính. Rồi, các bạn sẽ rót ra. Bạn thấy không, vừa đổ một ly. Khi uống thì nó thơm cái mùi chanh và nó mặn mặn cái mùi muối, cái vị muối. Đó, đây mình uống thử. Rất là ngon. Cái món này á, nó phù hợp với nữ uống được. Nếu mà
bạn nào mà bạn nữ mà có uống được tí xíu bia đó thì sẽ uống cái này được. Còn bạn nào mà chưa từng uống một miếng bia nào thì mình nghĩ cái món này sẽ hơi đậm. Cũng mong là các bạn sẽ chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn làm được một ly rượu cho người nhà hay cho bản thân mình uống, hoặc là mình có thể ra ngoài mình kêu được một cái món rượu cho mình.